Kính chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện Palma GL3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Động cơ này có ưu điểm hộp cực có thể làm bên trên, bên trái, bên phải, thuận tiện cho việc lắp đặt. Với động cơ 30kW, 40 ngựa, 40 HP, tốc độ 720 vòng phút, có mã hàng là 250M. Ở đây tâm đố đế ngang trục ký hiệu là A bằng 406mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đố này tới vị trí tâm đố này. Tâm đố đế dọc trục ký hiệu là B bằng 349mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đố này tới vị trí tâm đố này. Đường kính trục D bằng 65mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 550mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn. Ví dụ, danh ca vét bằng 18 hay tổng chiều dài thân bằng 920mm. Xin cảm ơn quý khách.